Hướng dẫn mình các bạn cách tách nền của một đối tượng nào đó. Ở đây mình sẽ làm là một con vịt nhé. Bức ảnh chúng ta tải về nếu không phải bức ảnh có đuôi gì PNG thì chúng ta sẽ không được tách nền. Một bức ảnh được tách nền là bức ảnh thường thường nó phải có đuôi PNG đó, hoặc là đuôi TIFF hoặc các đuôi PDF ấy, thì đôi khi nó vẫn được tách nền. Còn đuôi bức ảnh mà có đuôi JPG, JPEG thì không được tách nền. Cái đuôi ảnh của mình đây này, JPG này thì không được tách nền. Thì mình cách tách nền đối tượng như sau. Chúng ta chọn công cụ Magic Contour này. Chúng ta để kích vào cái vùng màu trắng. Cần chọn D này, bỏ chọn nhé. Mình kích hoạt chức năng cần Contiguous rồi. Kích vào đây này. Thì chúng ta đã chọn được toàn bộ cái nền ở phía ngoài. Chọn toàn bộ cái nền ở phía ngoài. Sau đó chúng ta phải bấm phím. Chúng ta bấm phím Ctrl+Z y ngắn. Ctrl này cộng với Shift xong là y ngắn. Thường thường bấm Ctrl+Shift y ngắn ở bên này. Mình sẽ bấm phím Ctrl+Shift y ngắn để đảo ngược vùng chọn. Ở đây mình sẽ tách ra được con vịt thì chúng ta bấm phím Ctrl+Z để tạo nên một cái layer mới. Cái này giờ bây giờ là các ô vuông vuông này là được tách nền. Chúng ta bấm phím Ctrl+Z để tách ra một layer mới. Thì layer này mình gọi là được layer được tắt nền, tách nền. Sau đó nếu mà mình bấm phím Ctrl+Z đúp nick cái layer này lên này. Sau đó mình đỏ một màu, nó là màu on back ạ. Màu Ctrl back là đỏ, nó màu bên dưới. Thì đây đối tượng chúng ta được tách nền. Thì cái nền nó sẽ là một màu đen và đối tượng chúng ta sẽ là đối tượng này, là cái nền này này. Cái nền đen này và đối tượng nó nằm bên trên cái nền. Thì mình làm cái bước vừa trước ấy, làm Ctrl Z để mục đích là để tách được cái nền là như này. Sau này ấy, để sang body mask thì cái phần nào màu đen, màu đen là cái màu sắp tới mình sẽ đổ đây này. Thì nó sẽ không nhìn thấy. Còn phần nào màu trắng sắp tới mình sẽ đổ. Ctrl Z thêm layer này thêm một lần nữa. Và mình giữ đi phím Ctrl, mình kích vào cái vùng trắng ở đây. Mình sẽ chọn lại và mình sẽ đổ là một màu trắng. Bằng phím On Back đổ màu bên trên, chúng ta sẽ có phím On Back này là đổ màu bên trên và Ctrl Back là đổ màu bên dưới. Màu bên trên là màu này, màu bên dưới là màu này. Còn chúng ta bấm phím X ấy, là đảo giữa màu bên trên và màu bên dưới. Thì đổi hai phím Ctrl và phím On Back nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ lưu bức ảnh đầu tiên là bức ảnh này có cái tên là Opacity. Lưu cái bức ảnh này lại bằng chức năng File Save As. Đặt tên cái đuôi bức ảnh này là đuôi JPEG hoặc đuôi PNG đều được. Mình đưa save đuôi PNG nhé. Đặt tên là Opacity. Chúng ta sẽ lưu là desktop luôn nhé. Mình đặt tên là con có nghĩa là con vịt này mình sẽ được áp vào cái kênh Opacity. Mình xếp lại. Ok, tiếp theo mình cắt cái con vịt trắng này đi ấy. Mình sẽ lưu cái con vịt tiếp theo này. Đó. File Save As. Mình đặt tên con vịt này chính là con vịt diffuse đuôi PNG cũng được. Đó. Cho nó tách nền này cũng được, không cần cũng được. Save. Sau đó chúng ta vào 3D Max nhé. Trong phần 3D Max thì chúng ta sẽ vẽ nên một khối bóc đi. TZ này. Và chúng ta bấm C này. Chúng ta sẽ render cái góc này. Để mà chính xác được thì bạn nên vẽ cái khối bóc nó theo cái kích thước của con vịt. Thì chúng ta xem kích thước của quả đối tượng này, chúng ta bấm và chức năng detail này. Đó. Và chúng ta sẽ vẽ kích thước là 1.900 đúng không ạ, 1.989 m2. Chúng ta phải vẽ khối bóc với kích thước modify 1.989
sẽ vẽ một cái blend trên mặt mặt F đi, F3 này. Mình sẽ vẽ một đối tượng blend có kích thước là 1989, chiều cao là 1m2. Chúng ta bấm phím M. Chúng ta sẽ kéo ra một cục vật liệu tên là Gray MTL. Kéo cục vật liệu Gray MTL ra đây. Sau đó chúng ta sẽ trong phần diffuse, nếu chúng ta kéo ra một cái map ấy, hoặc là kéo xuống dưới này cũng được, kéo ra một cái bitmap, chọn desktop và chúng chọn ra một con vịt. Nếu chúng ta áp cái đối tượng này vào đây, sau đó cần cái nút này kéo vào đây cũng được, sau đó này thì chúng ta render ra như này thì chúng ta sẽ ra một con vịt bình thường. Chúng ta render ra đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ render một con vịt bình thường. Rồi, giờ chúng ta muốn con vịt này chỉ có một con vịt và không có cái nền trắng này thì làm cách nào? Chúng ta sẽ giữ Shift để copy cái con vịt này xuống. Sau đó chúng ta kích đúp vào đây, chúng ta sang bên cái kênh bên cạnh. Chúng ta thay đổi, chúng ta chọn con vịt tiếp theo là con vịt trắng đen này, có nghĩa là chỗ nào màu trắng thì nó sẽ render ra hình con vịt, còn chỗ nào màu đen thì nó không không có. Áp vào cái kênh opacity, bạn nhìn vào cái phần review ở đây này, nhìn sơ sơ thì bạn chỉ bắt đầu chúng ta sẽ bấm render ra. Như mình nói, cái phần nào là phần màu đen thì nó coi như không có, còn phần nào màu trắng thì nó sẽ render là hình con vịt. Và con vịt lúc trước ở trong Photoshop này mình đã tách nền đối tượng ra rồi, đây này. Đó, bạn nhìn thấy là những cái chỗ nào màu trắng, bạn ý kỹ là chỗ này bạn là màu đen, nó nhìn nó không render được, không phải, nhưng mà mình đã cố ý mình đưa cái đối tượng nó thành màu trắng rồi. Đó, tắt cái nền này đi này. Cái chỗ này mình nó đưa thành màu trắng rồi. Đó, chỗ này là màu đen, còn chỗ này là màu trắng. Đó, cái mũ này màu trắng này, dẫn đến là những chỗ nào màu trắng thì sang bên này thì nó sẽ render ra, còn chỗ nào màu đen thì nó không render ra. Để ở sau này chúng ta sẽ ứng dụng, chúng ta làm đề can kính, đề can kính hay là vẽ một đối tượng nào trên một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta áp dụng cái cách này. Đó, thì chúng ta render. Giờ ví dụ chúng ta áp dụng thêm một cái chức năng này nữa, ví dụ mình là muốn làm một bức tường là tường gạch, sau đó dán cái con vịt lên thì chúng sẽ làm như thế nào. Ví dụ mình có muốn có một bức tường, sau đó mình dán con vịt nó lên thì làm là mình dùng cách nào? Ở đây có thể mình dùng cách như sau. Cái đối tượng này nhá, mình sẽ ấn phím M, tạm thời mình đưa ra một cục diffuse mới để cho nó giống đi, sau đó mình áp tạm thời vào con vịt này, sau đó mình tz F3 này, mình kéo cái bức tường này, con vịt này vào sát cái bức tường. Đây chính là cái bức tường của chúng ta, bạn đưa sát gần sát vào và bấm nút C. Ở đây thì có rất nhiều cái đối tượng, mình sẽ ẩn nó đi, mà mình ẩn mấy đối tượng này đi, TZF3 này, chọn cụ này mình ẩn đi, hai generation, bấm C, F3 này. Chúng ta bấm F4 lên ấy, thì chúng ta nổi lên là đối tượng ta vẫn đang nằm ở vậy. Mình đưa nhầm đối tượng, mình đưa nó mất ra đây rồi, cái tường nó nằm ở đây. Đó, C, F3 này. Rồi chúng ta sẽ bấm phím M tiếp, chúng ta sẽ tạo hai cục vật liệu,
ship. Cục vật liệu mình đặt tên đây là tường, tường gạch. Và bên dưới này sẽ là con vịt. Đầu tiên chúng ta sẽ áp chất liệu cho tường gạch trước. Chúng ta áp một cái vật liệu bitmap là một cái tường gạch. Trong cái tường gạch này mình bỏ vào diffuse. Sau đó chúng ta show cái map này lên. Chọn cái tường gạch này áp vào cái tường này. Rồi chúng ta sẽ xem kết quả. Chúng ta sẽ có một cái tường gạch như thế này. Ví dụ mình sẽ lấy một phần thôi. Ở đây cái tường gạch của chúng ta có thể to thì nhỏ, chúng ta sẽ chỉnh kích đúc vào đây để chỉnh. Bạn muốn bức gạch tường này nó to hơn thì nhân đôi nó đi, 0.5 giảm nó đi thì nó sẽ to hơn. Đó, thì chúng ta sẽ có cái map nó sẽ to to hơn lúc trước, được chưa? Map nó to hơn lúc trước. Mình sẽ copy con vịt này lên, thêm cạnh cái cột này một cái nữa, thêm một con vịt nữa giống hình như thế. Sẽ có hai con vịt. Và mình sẽ chỉnh cái tường này cho nó to lên một tí nữa. Cái con vịt này mình đưa nó ra ngoài này tí nữa. Mình sẽ render lại bức hình cho các bạn xem. Ở đây chúng ta đang tạo hai chất liệu không liên quan gì đến nhau, hai cục chất liệu không liên quan đến nhau, một đối tượng là tường, một đối tượng là con vịt ấy. Cái tường này chúng ta muốn băm thì chúng ta áp, có thể áp luôn cái map này map băm, trong trường này mình giữ shift mình copy, sau đó kích đúp vào đây mình thay đổi một cái map khác. Đây, đấy, map này là map băm, mình đưa vào kính băm. Thường thì map băm ở đây trên đối tượng này là 0.5 thì bên dưới này chúng ta cũng phải chỉnh nó là 0.5 thì nó băm nó mới đều nhau được. Đó, mình cũng để đối tượng này này. Đó, ở đây là 0.5 luôn rồi, mình copy này 0.5 rồi. Thì băm nó sẽ tạo ra cái độ nồi lõm đối tượng. Ví dụ mình tắt cái kênh này đi. Đấy, bạn nhìn thấy chức năng băm ở đây, mình có thể mình ẩn luôn cái này này đi một xíu để bạn nhìn cho nó rõ hơn. Thì cái tường của chúng ta sẽ được băm lên theo cái thông số mà chúng ta đã chọn ở trong này, với cái thông số là băm nó nhìn ở góc độ nghĩ băm từng góc độ nhá, cũng có góc độ nhìn thấy băm rất là rõ, có những độ băm nhìn rất là khó. Giả dụ chúng ta đứng trước một bức tường mà được tạo sần chúng ta nhìn trực diện như này ấy, thì mình không thấy được độ nổi lõm bao nhiêu, nhưng mà bạn nhìn ghé như thế này thì độ nổi lõm sẽ được nổi lên rất là rõ. Thì trong 3D nó diễn họa cũng như thế. Ở đây trong thông số map này, tính băm đang mặc định lên là 30, chúng ta muốn tăng lên khoảng tầm 80 chẳng hạn sẽ băm nhiều hơn. Đó. Thì cái độ nổi của đối tượng này sẽ được nhiều hơn. Đó. Sau đó chúng ta áp cái map này vào thôi, thì chúng ta có cái tường sần sùi. Tiếp theo mình sẽ cho nó hiện hết lên tất cả là con vịt. Bắt đầu ấn hai tất cả nhé. Ở đây thì có mấy cái khối ở bên dưới, ấn bớt nó đi. Cho delete luôn. Rồi, tiếp theo đến chức năng của đối tượng thứ hai là cái cục con vịt này. Thì chúng ta cũng giữ shift kéo cái đối tượng xuống như này. Kích đúp vào đây mình sẽ thay vào bên trên cái kênh diffuse này là một con vịt. Con vịt diffuse đây. Sẽ đưa diffuse vào diffuse.
Thì bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một con vịt. Ở đây cái map này đang chấm 5 để trở một trở lại bình thường nhé. Thì chúng ta lại đưa con vịt vào thì nó render ra thì lại thấy cái tường trắng, mà chúng ta lại không muốn cái đối tượng ta có cái màu trắng này. Thì chúng ta sẽ giữ shift tiếp theo, copy được con vịt này và mình thay đổi con vịt này thành một con vịt opacity. Mình kéo vào kênh opacity. Đây. Thì lập tức đối tượng ta sẽ có được một con vịt. Nó nằm ở trong kênh opacity. Nhưng cái con vịt này vừa mình nói là mình muốn có sự sần sùi, thì con vịt này nó không có thông số băm, dẫn đến con vịt này nó không được sần sùi, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn con vịt này sần sùi chúng ta chỉ cần kéo một cái map này vào cái kênh băm này. Trước khi mình kéo thì mình sẽ lưu cái bức ảnh này lại để các bạn xem. Mình sẽ zoom render lại mỗi con vịt này thôi. Để chúng ta xem cảm nhận rõ hơn. Và mình sẽ chờ một chút, mình sẽ lưu con này với bức con vịt này. Bạn thấy con vịt này nó đang rất là phẳng và nó không có thông số bằng giống cái tường. Chúng ta sẽ xếp vào bức ảnh ở giai đoạn này nhé. Là mình xếp lại. Giờ mình sẽ thay đổi cái thông số. Mình kéo cái thông số băm vào cái kênh băm ở đây. Và mình offset cái thông số băm này cao hơn nền tính. Mặc định nó đang là bằng 30 ấy. Kênh map này. Đang mặc định là 30 mình cho lên. Bạn nhớ bên trên này bằng bao nhiêu thì bạn phải làm bằng bấy nhiêu nhé. Bên trên mình đang làm 80 thì mình cho lên khoảng 200 đi. Bên dưới này mình tăng lên 200 nhé. Giờ bạn xem cái kết quả. Bạn thấy con vịt của chúng ta, bạn ấy kỹ là cái map băm ở đây nó đang không khớp với cái map băm kia. Giờ đây chúng ta phải chỉnh cái map băm này một chút xíu. Cái map băm ở bên trên này á, mình đã là toning nó đi là 0.5 rồi. Đây. Thì cái map băm ở đây á, tốt nhất là mình kéo ra một cái map băm khác đi cho nó chạy ăn. Mình cài đặt cái map băm này này, mình cũng phải để toning 0.5 nhé. Mình áp vào đối tượng này thì nó với trùng nhau được. Cái này nó đang hai đối tượng này map nó không giống nhau, giờ mình để nó được an toàn ấy thì mình lại sâu con vịt này thêm một lần nữa. Tất cả mình sẽ căn đối tượng này theo con vịt này nhá. Chúng ta áp một lệnh chọn cả cái plane này và cái tường này của một lúc, chúng ta modify. Chúng ta có áp một lệnh UV nhé, UV map. Đây, UV map. Còn bạn nào cài rồi thì cái tool nó đây. Mình sẽ áp một lệnh UV map cho cả cái đối tượng này. Mà để dạng box cho mình nhé. Bây giờ mình phải dò. Mình dò cái thông số này làm sao cho nó đúng chiều cao, không vừa nãy mình ở chiều cao nó là 1200 đúng không? Và đối tượng chúng ta sẽ là 1989 tab 1989 tab 1200. Sau đó chúng ta bấm vào Gizmo nhé để chúng ta kéo cái đối tượng về đúng cái vị trí mà mình đặt ở đây ạ. Trong cái bài này thì mình đang đặt ngược rồi, có thể thông số 1200 nó là thông số này. Ok rồi lại. Sau đó mình kéo cái Gizmo vào khớp vào đúng cái bức hình như này.
FZ3. Bạn cầm này, bạn kéo đúng cái map này nó khớp về tương đối nhé. C này. Bây giờ chúng ta bấm render thì ok là map bằng với map map display bây giờ nó khớp nhau. Nói chung là nhiều lúc nó cũng sẽ không như mình mong muốn đâu, mà chúng ta phải làm. Thì lúc này là map bump và map map displacement của mình nó đều khớp nhau hết. Đấy, các cái đường bump ở đây nó đều trùng nhau hết các cái vân này. Thì đây là cách chúng ta sẽ làm dán, mình gọi là mình vẽ trên cái tường nào. Được chưa? Vẽ lên thì nó sẽ sần sùi giống. Thì đây là cách chúng ta vẽ lên trên cái tường.